gì đó. Thế lần trước em lật ngược lại hình lò cấm động. Rồi chạy đi đi Tom, chạy đây nè con. Ồ hay quá, bây giờ dừng xe lại đổ xăng. Đổ xăng đi. Rồi quay lên chạy lên đi. Im không? Hello. Hello mẹ đi. Chạy một vòng luôn Tâm. Chịu không? Không, chịu mà. Con chạy lên chảnh nó đi. Con chạy lên chảnh đi quay lại. Mệt rồi hả? Đổ xăng thêm miếng xăng đi. Rồi vô, vô xăng. Quay lại con.